Chào mọi người nha, tiếp tục ngay nhà cậu Năm nữa nha mọi người. Đó, nhà cậu Năm báo tin dính chồng nữa nha. Đó, giờ mình đi đang đi rồi xuống sông nữa bạn. Đó, mọi người xem nhà cậu Năm sao mà quá trời chồng luôn bạn. Quá trớn luôn. Để cái lồng xịn ngay chuồng gà mà thấy chúng ta. Để lồng xịn ngay chuồng gà luôn. Này thì đang cấp chỗ đó mà. Dạ. Ba cái. Ba ba. Dạ chứ. Giờ mình biết liền. Cái đó một chục nhỏ. Cái đó một chục nhỏ chứ không. Đó thêm con chồng nữa bạn, bạn thấy không? Bạn này, bạn này. Tiếp tục lại có hàng nha bạn. Đó, đem lấy ra cho bạn luôn. Các bạn xem rồi. Hôm nay là 4 năm đêm, đêm nào có hàng nha bạn. Đồ bánh nha, đây nhà con Năm luôn nha. Cái này là cái con chuột nhỏ vô của Năm này. Rồi mấy này cái mấy chuột xạ. Chẳng đập luôn, đã con gì vô cũng đập. Này thì cứ để đây đi. Con chuột nhỏ vô á. Có mùi thịt á, có mùi thịt chục nhỏ cũng vô. Đó. Sướng nha mọi người, quá sướng luôn. Rồi để mình về mình đem về tới nhà cái buổi tiếp cho bạn xem nha. Hôm nay giờ mình về tới nhà đó các bạn, nó về tới nhà rồi, vô cái nữa nha. Các bạn đừng nói mình mà gài nhiêu rồi mình ấy rồi mình làm mình video cho bạn xem, chứ không phải là cái này là mình gài dính thật sự nha, tại ngày nào mình bán ngày nấy chứ mình không ấy nha. Này là người ta cái món này nó thẳng là người ta đặt hàng sẵn rồi, cứ có bao nhiêu người ta lấy bao nhiêu, người ta đặt hàng mình sẵn nha các bạn. Nó bởi vì mình không có vụ mà cái gì mà quay đi quay lại, có con nó quay đi quay lại hoài nha các bạn. Nè có con này nè, bạn dùm kỹ là cái chân nha. Cái này là con này không có tay chân nha, tại vô cái lồng này nó không có ngoáo được cái chân, nó không có tay chân nha. Chứ mấy con kia là tay cái chân nha các bạn. Cái này là mình thật sự là mình gài là ngày nào cũng gài hết. Mà có điểm một điểm đó là dính hoài luôn nha. Chứ hôm có con này nè. Con này các bạn dòm cái gì. Ồ chà bá luôn bạn. Sao mà gài tròn mà vô con này luôn bạn. Hôm mình thấy đó. Ồ mình chà bá luôn nha. Ồ mình làm ghiền cái con này nha, thấy nó là mình ghiền liền các bạn, nó coi đẹp dễ thương. Mà ở này là người ta đã đặt hàng sẵn rồi bạn, đặt hàng mình hết trơn rồi. Anh em nào muốn đặt hàng thì phải đặt trước kìa mới có nha bạn, còn không tại vì này người ta là nói thẳng là có nhiêu người ta lấy nhiêu, tại vừa mà nhớ các bạn. Nó hành trình hầu như là từ hôm nay đêm nào cũng có hàng nha bạn. Mình có ba cái lụp à, ba lụp tròn thôi mà đêm nào cũng có hàng. Tại nó cuối năm rồi, mình ráng ráng bừa cuối năm mình kiếm mày sống được ngày nào hay ngày nấy các bạn. Đó. Với cuối năm rồi thì mình cũng chúc anh em rồi, tất cả anh em rồi săn bắt rồi ai cũng trúng hết. Làm đâu trúng đó rồi cuối năm rồi vô mánh rồi nhiều nhiều giống như mình nha các bạn. Đó, ngon lành.
cái điểm này là tại vì ở nhà nhà này quen á mình mới vô được nha, còn mấy nhà kia là cũng người ta cũng báo cho mình là nhiều lắm mà mình không có dám vô, tại vì nhà mình không quen, ở nhà quen mình vô mình gài, còn nhà mấy nhà kia mình để vô sợ mất không, còn nhà này quen nha, nhà cũng cậu Năm quen thân với ông già mình á, rồi cậu Năm cứ báo hoài lúc nào cũng còn hết trơn á, rồi mình bởi vì mình gài mình suốt luôn, là từ bữa giờ ngay nhà con Năm đó là con này nữa là con thứ bảy nha, con thứ bảy rồi. Ồ, anh em nào thì nếu có thấy hay thì anh em cho mình một cái like và một lượt đăng ký để xem những video hay hơn của mình nha. Đó, mình thì từ bữa giờ là vô mánh suốt nha các bạn. Rồi, bye bye, tạm biệt các bạn nha. Hai, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay tiếp tục săn bắt Tây Ninh đi bắt rắn nha. Cái anh này nè, anh này chở mũ hàng ngày á, ảnh giới thiệu cho mình là chỗ này có con rắn bò vô đây nha. Giờ mình đang lục à lỉ bên cội bển các bạn nè, lỉ ngồi chờ bên đây nè. Rồi hả lỉ, chào bạn ơi. Chào bạn. Đó lỉ chào bạn nha. Rồi anh này ảnh đi chở mũ ở đây nè, rồi ảnh thấy rắn bò vô đây nè, anh lại đây đứng quay giùm cái cho tôi mò vô bắt luôn. Ồ, ngồi đây quay vô sát vô, cầm cái này nè, cầm cái này, cầm im tay nha, đừng có rung tay nha. Đó, y vậy. Rồi chạy á, ui đừng cho chạy, chạy vô bên trong á. Vô đâu? Vô bên trong bờ á. Bờ phải không? Bên nào? Tôi thấy cũng vô á. Từ để tôi chưa thấy xong ấy. Nói giùm tường thấy không? Kêu giùm tường á. Ai để giùm cho. Không, không, không có. Anh chui vô thùng quay quá, thùng có hàng. Để cho nằm ngay cái bọng nó đi. Để nằm ngay bọng mà lấy cuộn đi á. Không? Ừ, chuột chạy, có chuột luôn. Có đó luôn chứ có chuột có gì. Nhặt ra thấy cái bình ra. Trắng vô ăn chuột quá hả? Ừ. Mẹ tức thì lứ thấy. Nó rút được bà ạ. Coi chừng rút rút qua bên. Ừ. Có miếng to coi chừng chui qua miếng to nè. Bắt luôn chứ tao tròn ta bao mà bắt. Cháo quá ha. Đó này đó nè. Trời nắng cháo quá. Đi qua tôi hả vậy? Biết. À. Đó. Rạ. Ra đây để ơi. Còn sát vô nha. Giờ sát vô. Cảnh cảnh luôn. Nó vô vậy nó rõ nè. Rồi. Có tôi sát vô vậy. Giờ cắm ra cây, đồ bắt cây giờ. Quay cảnh cảnh cho anh em xem luôn nha. Đồng kỹ nha lẻ ơi. Dở cái nữa coi, coi nó đi được đó. Má đi tự đi đó. Ừ, nó chạy nó bắn quá nữa nè. Nó nằm cuộn tại đây. Đó. Chưa. Rồi, chính rồi. Rồi, sao làm sao dẫn con lên. Đó phò. Qua đây đang lấy, qua bên ngay thùng bút đâu đấy, nó còn ở đầu qua thùng bút. Rút quá rút luôn. Nằm lên thùng bút á. Nó cuộn cái đầu qua đó đó. Rồi, xin ra lại rồi. Rồi ra luôn bạn ơi, quay kỹ nha, quay kỹ tôi đang cầm rắn. Rồi ra được bạn không? Trời ơi. Đã các bạn. Báo khẩn cấp luôn. Đi ra đây nè. Ra vô bát rồi quay cho dễ. Xuống nha bạn. Trời ơi. Ui, chú quá. Khè quá đây ha. Khè quá khè các bạn. Rồi sao bắt Tây Ninh vô bánh nữa bạn. Ui da, cắn nữa bạn. Đi lấy vòng luôn đi. Không, không cắn hả? Cắn chứ. Nó phải cắn rồi. Khèo quá đây hả? Phải hết hồn. Đó. Sướng nha bạn. Ổn trong trời. Lấy không rồi. Không đi dẫn uống trời. Quê được chưa? Còn con là ngay đến mũ. Cái này, ngay mũ rồi. Rồi thổ hán luôn bạn ơi. Có cái dưới hán luôn hả? Dưới hán luôn bạn ơi. Ngay chỗ cái này từ bữa giờ qua bà lợi nè. Ừ, bà qua lợi á. Hai con lận á. Bữa thấy con ở đây sọc qua. Đó, này là cưng báo của anh này báo khẩn cấp nha bạn. Con này chắc khoảng chừng 7 lạng à. Chắc cỡ đó bạn ơi. Khoảng chừng 7 lạng. Đó, vô mánh nha bạn. Trời ơi.
có báo khẩn cấp mà bắt được rắn vậy là ngon lành nha bạn. Vô sáng bắt tình hình hôm nay trúng nữa nha bạn. Đi đặng uống nước thì đặng lục tiếp, đi lần kia lục. Nghe là chỗ núm, cái núm bò qua bên chỗ núm, cái đường mương núm. Rồi sáng. Thôi vậy tạm ngưng lại uống cà phê cái quay luôn cho bạn xem nha. Giờ là chiều rồi các bạn, chiều rồi cái tại vì mình cũng cho số điện thoại những người mà ưa đi cái đoạn đường này á, ta thấy thường á, rồi mình cho số điện thoại người ta, rồi anh em đồ thì cũng mến mình, anh em đồ cũng đưa điện cho mình nó bắt các bạn. Dù để tới bồng nghe các bạn. Xuống nha các bạn. Rồi có hàng là ngon các bạn. Bay lần mấy. Nãy thấy cái bình tính lớn, thấy cái bình nó cuộn vô trong bé trong tính vô cái màu á, thấy là màu đỏ ư lớn lắm. Màu vàng với màu vàng lớn. Đúng. Thấy màu đen. Vô mánh nha các bạn, săn bắt Tây Ninh là vô mánh nha. Chờ chủ quán uống nước ngay chỗ mà điểm mình sáng nào, trưa nào, chiều nào mình cũng uống nước chỗ này nha. Chỗ này là cái điểm sáng sớm mà anh em đồ lại đây uống cà phê đồ vui với thoáng mát đồ. Chỗ này là thoáng mát nha, cho anh em đồ uống chơi vui. Giờ này chiều mà có người điện báo có rắn là ngon nha. Trời ơi, giờ mình mẩy dở hèm luôn bạn. Mình nãy nói giờ là quá dư rồi, mới chung vô đó bắt rắn các bạn. Thì nó thấy bò qua đó đó, thì rắn nó qua lại ngay chỗ đó hoài luôn. Không biết mưa chắc nó bữa nay lu bu chờ tới giờ này, chờ tới giờ này ở đâu thời gian đâu điện. Rồi tôi đang ngồi chính bị điện cho hàng nè. Rồi nước sâm ra tới các bạn, mời bạn uống sâm nha. Thầy ba nè, thầy này là ông thầy này là chuyên ba bắt rắn nha bạn, chuyên nghiệp bắt rắn mà dạng như nói bắt thôi chứ chưa bắt được. Thầy ba nè, thầy đó ba này là ở chủ quán đây nha, người vui tính lắm. Đó làm thầy ba mà thầy ba ở dưới Tiền Giang luôn nha bạn. Đó cái gì à, ở Tiền Giang xã Mỹ Tây vậy bạn. Đó ăn Tây Trung á. Mà làm thầy ở Tây Ninh nha bạn. Thầy coi tướng coi tay người ta coi có đi có đứng, còn thầy này coi nằm không các bạn. Coi tướng coi tay mà thầy này coi nằm không nha. Rồi mời các bạn uống sâm luôn. Sâm nha các bạn, uống cho mát. Trời đã nha các bạn.